Xin chào mọi người Hôm nay là 19 tháng 4 năm 2022 Hôm nay thì nhà em có nhận được mấy con biến tần khách gửi sửa này 1, 2, 3, 4 con Có 3 con Growat một con Growat 6.000 TLX này một con 5.000 này Con này là con 8.000 này 8.000 nội địa này. Con này là con Sua này Của bác này thì bác ấy ghi số điện thoại nhưng bác không ghi nó bị làm sao này còn ba con này thì bác này bác cũng ghi mỗi số điện thoại thôi. Một con kích này thì không ghi gì là phải lấy số điện thoại tìm được ở vỏ này. À, em có một số lưu ý với các bác mà gửi biến tần sửa bên em nhé. Là mọi người không không gửi kèm phụ kiện nhé. Mấy cái thay là trong quá trình gửi mọi người đóng hàng nó cẩn thận giúp em á. Bởi vì cái bên vận chuyển ấy họ là ném hàng đi này. Như con này về đến bên em là nó vỡ hết như này thì còn làm ăn gì nữa. Đa nghiên phải thay mất mấy cặp rác này rồi Gãy hết rồi Nói chung là cái rác này thì bên em cũng có thay mà Không sao cả, vẫn có thay Nhưng mà đa nghiên tự dưng tốn kém Nên là do bác cái gói hàng không cẩn thận này. Đấy, thế nên là hàng tới là nó bị gãy rồi Như con kích này thì gói hàng sơ sài quá Bị móp luôn Còn biến tần này cũng thế này Móp hết cái này rồi này. Đấy, khi bác nào gửi hàng tới bên em để sửa chữa ấy, thì mọi người dán cái băng dính hoặc là dán chữ đây giúp em là số điện thoại này thông tin người nhận này cộng mấy cả bệnh nó nó làm sao mô tả giúp em một chút đấy, cái thứ hai là gói hàng thì các bác ra cái quán hoa quả các bác mua cái thùng xốp ấy hoặc là mua cái cái cái, cái rổ ấy xong mọi người nhét nó vào đấy cho nó mọi người gửi cho nó yên tâm chứ còn nếu mà gửi như này về chỗ nhà em nó móp hết đây mọi người có thể mua cái rổ giống như này này. Đấy cái rổ này nó có 5.000 một cái thôi. 5.000 quán nào bán đắt thì 8.000 đến 10.000. Còn bình thường như ở đây em mua nhiều là khoảng 5.000 đến 6.000 một cái. Cái to thì 8.000. Cái bình thường như này là khoảng 5 đến 6.000. Đấy, xong mọi người cho cái biến tần vào đấy hoặc là cho cái kích điện vào đấy hoặc mọi người có thể mua cái thùng xốp 10.000 cái thùng xốp đựng hoa quả ấy. mọi người cho vào thì là khi mọi người hàng nó tới bên em thì nó sẽ không bị gãy như này đây. Nói chung là nếu mà có số điện thoại thì bên em sẽ gọi lại để check xem nào nó thiết bị nó làm sao. Thế nhưng mà nhiều khi thực ra là nó cũng nhiều hàng ấy, thì mọi người cũng cố gắng là cho em một chút các cái thông tin dán lên cái biến tần. Ví dụ bác này bác ghi số điện thoại. Ghi số điện thoại này sau này không xóa được nó rất là xấu cái biến tần. Đấy. Thì cứ ghi vào tờ giấy xong là dán cái băng dính lên. Và hàng hóa thì mọi người gửi thì mọi người đóng cẩn thận giúp em cái không về đây nó gãy hết như này. Tự dưng lại phải sửa thêm những cái món nó gọi là không đâu đâu cả bên em thì ngoài bán các biến tần rồi là phụ kiện thiết bị năng lượng mặt trời thì bên em chuyên nhận sửa chữa các cái biến tần các thể loại biến tần một pha 3 pha biến tần lưu trữ kích điện Đấy, mọi người có thì cứ liên hệ qua số điện thoại bên em là 0987006938 hôm nay thì nhân tiện em cũng mổ mấy cái con biến tần này ra cho mọi người xem, xem trong ruột nó có cái gì nhé con bản min này Growatt bản TL này mà Growatt 8kW này. con kích điện này thì thôi không cần phải mổ, con kích này xem nhiều rồi. Đấy là hôm nay là nhận được 1 2 3 5 sản phẩm để sửa. À, các bác cũng phải thông cảm là một số sản phẩm nó không có linh kiện đặc trưng thì cần phải chờ linh kiện, có con sẽ sửa ngay được và có con này phải chờ mất vài hôm để tìm linh kiện cho nó. Đấy bởi vì nhiều bác gửi các cái con sạc nó rất đặc biệt. Rất là khó kiếm linh kiện. Thế còn biến tần các cái biến tần này nếu linh kiện phổ thông là nhà em có sẵn để thay Đó giải quyết nhanh trong vòng 48 tiếng 2 ngày ở trong quá trình sau khi sửa xong bên em cần phải test máy một ngày đấy, test máy ok chạy ổn định xong bắt đầu mới bàn giao đấy chứ còn mọi người duyên chờ là khoảng tầm 7 ngày nhé không không lấy ngay được đâu Tại vì làm thì nó xong luôn đấy nhưng mà phải test những cái biến tần công suất lớn này thường sẽ test khoảng vài tiếng đồng hồ hoặc test một ngày test trên bên em có máy test chuyên dụng hoặc là test trên dàn pin năng lượng mặt trời có máy cấp nguồn để test vào ban đêm chẳng hạn đấy ví dụ thế hoặc là test các quá trình của nó bên em sẽ có những cái máy test đó để test biến tần nó hoạt động ổn định cho mọi người sau khi nó hoạt động ổn định rồi thì mới trả máy để tránh trường hợp là ví dụ như là à, sản phẩm nó chạy một thời gian nó mới có lỗi đấy, thì sau khi mà à, test ok xong thì bắt đầu mới bàn giao để tránh trường hợp là nó bị lỗi khi mọi người mang về mọi người sử dụng nó bị lỗi thì là cứ gửi đi gửi lại sẽ dẫn tới là tốn kém các sản phẩm bên em sau khi sửa xong đều được bảo hành mọi người nhé mọi người cứ yên tâm là sửa cái gì bảo hành cái đó bây giờ em sẽ xem nào kiếm cái đồ để mổ nó ra cho mọi người xem lâu lâu thì không mổ ruột các cái con miếng tần này xem bên trong nó có cái gì đây sau khi em đã mổ ruột ba con này ra đây đây là bản 8 kW nhé. con này thì quan sát qua thì đã thấy mất một loạt các cái con tụ đây lỗ này, một con nổ này, hai này, ba này, bốn năm này, con tụ nó lỗ nó rời luôn cả ra là mọi người này. đây con này cũng rời hết rồi, Lùng này hết rồi, lỗ. nó chảy hết cả dầu này. những cái bệnh mà chảy dầu như này thì này phải rửa lại mạch nhá đánh lại mạch sau đó lại sơn lại mạch rất là mất công làm rất lâu con này thì không biết là máy nó khách thay sò chưa nhưng mà đại loại là thấy sò có vết rồi này có mùi khét mọi người nhé trong này có mùi khét đây này các ờ, cái con tụ này nó lổ nó xì khói ra Đấy, nó xì khói ra này Đấy, dụng hết rồi tụ này là tụ của hãng lichicon lichicon của nhật này 470 microfarad 550V cũng tỏi hết. Đây cái này thì nó đựng trong một cái cốc nhôm mà đổ keo này. Có bốn cuộn biến thế này. Đây là tụ lọc nguồn PV đầu vào này. Bo mạch đây. Những cái máy này huyền thoại một thời mười mấy triệu này. Bây giờ con này không có bám tải nói thật với mọi người là cho thì cũng vứt đi thôi, cũng không xài được. Không có bám tải, không bán được điện thì cũng chả giải quyết làm gì mấy cái con này. Ừ, đây thằng này là thằng 5 kg đây 5 kg 2 4 5 tụ cũng hai tụ lọc nguồn đầu vào cái dòng này dòng TL thì là nó sẽ là có tụ lọc nguồn đầu vào rất to này còn dòng TLX thì lại không có nhé à đây là dòng MTLS mọi người nhé xin lỗi mọi người là dòng MTLS nó sẽ có tụ lọc nguồn của PV đầu vào rất to này Thế còn dòng TLX thì nó lại không có này dòng này cũng bốn cái cốc nhôm như này xong nó đổ keo bốn cái biến thế nên là chạy đến này đấy con này thì không bị lổ tụ nó phải bỏ ra kiểm tra không biết là bị bệnh gì nói chung là nó cứ không cháy mà không bị xét đánh thì nói chung là đa số là sửa được rồi lúc nào sửa xong em sẽ quay cho mọi người xem nhé à đây con này con này chạy 246 tụ 24 5 kg thì 5 tụ mà 6 kg là 6 tụ mà 8 kg là 8 kg thì là 2467, 8 kg có 7 tụ thôi mọi người ạ. Bình thường là cứ máy 5 kg là sẽ đếm được có 5 con tụ to, mỗi con tụ là 570 mi. À, à 470 microfarad 550V. Đấy, TVin áp PV đầu vào là 550V là tối đa thì con tụ nó sẽ là 550V. Đấy. Còn máy nào mà là 500V thì tụ là 500V PV đầu vào mắc PV là 500 thì tụ là 500 Con này là lổ này Con tụ này có khả năng là điện vào PV cao quá Nên nó bị lổ tụ Hoặc là mạch bốt nó có vấn đề Làm điện áp bốt nó cao quá Nên là nó sẽ bị lổ Nếu mà PV cao thì thường nó sẽ lổ tụ đầu nguồn Tụ này là 550 mi này 550V 470 microfarad đây. Đấy của Growatt thì nó đều là tụ lithium của Nhật đấy nhưng mà không ăn thua vẫn nổ hết con này là bản 6000 TLX nhé với cái dòng TLX này thì bám tải nó tùy vào phim còn chủ yếu là chạy bám tải bằng meter thôi bám tải bằng CT nó phụ thuộc vào từng phim phim của từng đời khác nhau đó là bên trong của ba con biến tần nói chung là nhà em là chuyên sửa chữa biến tần rồi nên là các bác cứ yên tâm là biến tần nó hỏng ở các nơi tập trung về đây mà ba con biến tần này là được gửi từ thành phố hồ chí minh ra đây còn cái chú biến tần này không biết ở đâu thanh hóa thanh hóa thì bạn còn cái bạn kích này là ở đâu đây hải phòng an não hải phòng bạn có ghi thông tin đây này an thái an não hải phòng một chiếc kích xưa sưa 1500W 12V. Còn biến tần GROAT này là gửi từ thành phố Hồ Chí Minh ra này. Còn sưa này thì gửi từ uh, từ Thanh Hóa. Rồi ok, hôm nay em chia sẻ với mọi người một chút thôi về những cái sản phẩm uh, sửa chữa của bên em. Rồi cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Mọi người có nhu cầu sửa chữa hoặc mua các thiết bị năng lượng mặt trời, vui lòng liên hệ số điện thoại 098 700 6938. Mọi người có thể liên hệ trực tiếp hoặc gọi qua Zalo nhé. Rồi, mọi người ủng hộ em bằng cách là đăng ký kênh, chia sẻ những cái video mà mọi người cảm thấy hữu ích tới những người thân quen của mình để giúp cái kênh của em nó phát triển hơn, nhiều người biết tới. Rồi cảm ơn mọi người quan tâm đã theo dõi.